Cái không gian VPC là một cái virtual private cloud nhỉ, mình được tắt là virtual. Cái không gian này thì ở trong mình có thể định nghĩa nhiều cái sức này, mình có thể định nghĩa nhiều cái sức này ở trong này. Sức này này có thể là public sức này, có thể định nghĩa nhiều cái sức này. Hoặc là private subnet. Và một cái account thì thường là mình có là 5 cái VPC, mình có thể khai báo được 5 cái VPC. Và cái này là soft limit ha, cái này là soft limit. Mình có thể tăng cái soft limit này bằng cách là request cho Amazon, thì có thể tăng cái năm cái con số này 5 này lên, request cho AWS. Bình thường mình sẽ có 5. Cách dùng VPC là sao ạ? Ví dụ mình VPC có thể hiểu như thế này ha. Ví dụ mình có một cái môi trường là dev. Ví dụ mình có một cái môi trường là dev chẳng hạn, thì mình có thể khai cái dev này là một cái VPC. Mình có môi trường là test thì mình có thể khai cái test này là một VPC. Mình có thể có môi trường là production. Thì ba cái môi trường như thế này thì for example mình có thể một cái môi trường là một cái VPC ha, là một cái không gian. Và một cái không gian này thì mình có thể đặt địa chỉ riêng, có thể setup tùy. Rồi cái không gian này VPC này thì tùy là một account mình muốn dùng là nhiều VPC, một account hay là một account là nhiều cái VPC trong cái trong một cái tổ chức lớn á, mình có thể dùng cả như thế này ha. Ví dụ mình có một cái tổ chức rất là lớn là organization, thì bình thường là nếu mình nhỏ nhỏ thì tất cả nhóm này là mình dùng một cái account duy nhất để quản lý thôi. Mình có một cái account. Còn không thì mình có thể có cái cơ chế là cái VPC này mình quản lý bằng một cái account. Ví dụ mình có một account là quản lý cái này, rồi một cái ống cao khác lại quản lý một cái VPC khác. Tất nhiên là tất cả những ống cao này là nằm trong một cái organization, một cái tổ chức. Đó thì mình có hai cái mô hình mà mình dùng VPC chủ yếu. Một cái mô hình là một account mà multiple, mà nhiều cái VPC, hoặc là multi account button, multi account. Đó là cái cách dùng chỉnh của cái VPC ha. Thì một cái con VPC này á, một cái con VPC này á, thì có cái private, mình sẽ có cái không gian địa chỉ, mình có cái private IP address. Đó có cái không gian địa chỉ mình có thể định nghĩa ha. Rồi cái IP range, cái IP range thì mình có thể dùng cái gọi là CIDR. Đó một cái example của cái dạng địa chỉ là ví dụ là 10.0.0.0/16 thì sẽ có cái dạng địa chỉ là từ 10.0.0.0 cho tới 10.0.255. Thì cái này là tầm là 21 32 trừ 16 cái địa chỉ IP ha.
tất cả những cái dịch vụ mình chạy trong cái VPC, từ con EC2, từ cái Lambda, từ cái API gateway, tất cả những cái này đều consume cái IP cả. Nên là khi mình đánh cái không gian địa chỉ của cái VPC này, mình phải phải đánh cho đúng ha. Đó thì cái cách đánh địa chỉ là như thế này ha. Nếu mình nếu mình đánh là 0.0.0.0 có nghĩa là own IP, cái này có nghĩa là tất cả cái IP xa. Nếu mình có cái bảng ghi là suy không, có nghĩa là mình cho phép tất cả những cái IP có thể có cái rules là như vậy. Example là nếu mình có ví dụ là 10.0 0.0.1 chẳng hạn, suy 32. Rồi thì mình chỉ có một cái địa chỉ IP duy nhất thôi, này, vì cái này là 21.32 trừ 32 là bằng 0, rồi là mình chỉ cho phép một cái địa chỉ IP duy nhất này. Đó cái không gian là tùy mình đánh thôi, này. Xịt 32 là một số này, xịt 16 là thường là mình sẽ đánh sẽ dùng hai cái số sau, mà hai cái số sau mình có thể đánh. Còn xịt 24 thì thường là mình đánh số cuối, số 10. Chẳng sao, cái sau này còn là từ đó thì cái không gian này khi mà vào một cái VPC là mình có thể định nghĩa như Bùi nói á, ví dụ mình có cái môi trường production, mình có môi trường authentication, mình có môi trường testing, mình có nhiều cái môi trường khác nhau, thì một cái môi trường vừa phân trách cái trách nhiệm này, vừa phân trách cái con không gian này, thì mình nên chia cả cái VPC và nên nhớ là một cái account chỉ có 5 cái VPC thôi, và mình có hai cái cách dùng chỉnh thôi, một là một account nhiều VPC, hai là một multiple account action, có nghĩa là một account thét kèm một VPC, nhưng đương nhiên nhiều account này vẫn nằm dưới một cái organization, mình có thể dùng cái organization để quản lý tất cả những cái account này. Trong cái VPC thì mình sẽ định nghĩa cái trong cái VPC thì là mình định nghĩa cái subnet, ví dụ cái VPC của mình là 10.0.0 22 đi. 22 thì mình sẽ có 21.32 trừ 10 trừ 22 tầm 1024 cái IP, cái địa chỉ IP sao. Thì trong không gian này mình có thể chia subnet, ví dụ mình chia subnet là ví dụ là mình chia 4 cái subnet đi, mình chia 4 cái subnet ở trong này, 4 cái subnet, mình có subnet 1, subnet 2, subnet 3, 4. Mình có 4 cái subnet, ví dụ mình chia đều tất cả cái subnet này thì mỗi subnet thì tầm là 256 cái địa chỉ của mày, ví dụ 256. Nhưng bình thường là mình sẽ không phải là con số 256 đâu, mà ví dụ mình chia đều á là sẽ là một cái subnet á là 256 cái địa chỉ. Nhưng mà thực ra trong trường hợp này á, mình chỉ được là 251 thôi. Tất cả cái subnet này là được 251 thôi. Rồi mình mất 5 cái 251. Vì sao ạ? Vì mình mất 5 cái này á, là chủ yếu là cho cái broadcast này, cho DNS này, cho backup này, cho những cái dịch vụ mặc định ở trong cái VPC, nên là mình có thể tham khảo cái document sao. Thì thường cái này là được reserve lại để giữ lại 5 cái cho cái dịch vụ mặc định của trong cái VPC, nên là mình chỉ còn được là 251 cả thôi. Đó thì thường là mình sẽ chia là
mình sẽ có hai loại ha, xích nét thì mình sẽ có hai loại là public, public và private. Mình biết rồi, private thì mình sẽ thường là đặt cái app của mình này, cái back end này đúng không, rồi cái DB này. Public thì thường là internet facing. Public subnet thì sẽ ít hơn private, mình sẽ có như thường là mình chia VPC thì mình sẽ có maybe một private nhưng mà nhiều, rất là nhiều cái private này, một public thôi. Lý do là mình ít internet facing thì mình đỡ cái risk. Và cái bảng ghi này chỉ khác á, là public và private khác nhau là trong này để ra được ngoài á, thì cái con VPC này phải gắn một cái internet gateway mà, và trong public thì phải có một cái bảng ghi, ví dụ cái bảng ghi là 10.0.0.1.23 chẳng hạn, hoặc là .0, tất cả là 0.0.0.0 cho tất cả các IP trong cái giải net này trò tới internet gateway, ví dụ như vậy. Thì bắt buộc trong này phải có một cái bảng ghi trò tới internet gateway, thì lúc này cái giải net này sẽ thành cái public giải net. Đó thì thường một cái root table, cái này là cái root table. Root table có hai cái, thứ nhất là nếu mà con cái bảng con private bình thường là chỉ có cái global thôi, ví dụ như là 10.0.0.0.16 như hả, trò tới cái local này, thì chỉ có một cái bảng ghi như không là private, còn thêm một cái bảng ghi trò tới internet cái quay nữa thì sẽ thành public ha. Đó thì trong trường hợp mà tất cả những cái máy của mình nằm trong private thì sẽ không ra ngoài internet được, đúng không? Cái VPC của mình có cái public ở đây, mình có private. Cái con máy của mình đương nhiên ở trong này thì sẽ không ra ngoài, không chạy ra ngoài internet được. Muốn ra ngoài internet đó, thì phải thông qua một cái base hot, ví dụ trong trường hợp này là AWS hay dùng cái NAT gateway, ví dụ mình đã đặt một cái con NAT gateway ở đây. Thì giúp cho này có thể ví dụ trong trường hợp là mình có cái database mà mình muốn lên mạng update internet rồi cái root table, ok. Trong trường hợp này mình sẽ ra ngoài đúng không, mình giúp cho con này ra ngoài cập nhật cái thông tin ở trên mạng nhưng mà thông qua cái NAT gateway. Đôi lúc mình dùng cái EC2 để làm một cái jump host nhưng mà mình nghĩ NAT gateway ổn. Thì cái này là một cái jump host để giúp cho mình đi ra ngoài thôi. Thì NAT gateway được cái là một cái managed service và hẳn có scale, có HA ở trong này rồi. Cái này thì có HA nên nó đảm bảo là mình đảm bảo cái HA của con hệ thống. Đó nhìn chung thì cái subnet cái VPC thì mình biết rồi, cái subnet gateway case là sẽ làm gì hả? Cái subnet là mình sẽ làm việc là ví dụ mình có database layer thì mình nên đặt vào cái subnet, đương nhiên là private subnet chẳng hạn. Ví dụ mình có cái backend thì cái backend này phải đặt vào subnet mà thường là cũng private subnet. Mình có cái web application thì mình phải đặt vào subnet. Mình có những cái ví dụ mình có những cái processing, ví dụ data processing, data analytics. Thì mình cũng đặt vào cái subnet luôn. Đó rồi thì vụ tóm lại là một cái mô hình tiêu chuẩn của AWS sẽ như thế này ở
Đây là mình có cái VPC ha. VPC này có thể là ví dụ example là mình ảnh địa chỉ là 0.0.0.21. 21 là từ 10.0.0.0. Ví dụ như vậy. À, xong rồi là trong này mình có ví dụ có thể đặt nếu HA thì mình có thể đặt ra cái này ở public này. Public subnet. Rồi, ở trong này mình và hai ông này có thể mình chạy hai khác nhau, AZA, AZ1, AZB có thể chạy hai cái AZ khác nhau ha. Đây là private đúng không? Đó, bình thường ví dụ mình chạy HA mình đơn giản mình có thể chạy như thế này ha. One public, one private và mình chạy ở hai cái zone khác nhau. Thì hôm qua mình gọi là một cái con ví dụ máy ở trong này này mình chạy ở trong này mình sẽ có một cái cũng có một cái card màn hình ANI là viết tắt của vì phải có cái địa chỉ mạng ha. Một cái con máy này ví dụ như EC2 ở nằm ở trong này hẳn phải có một cái private IP này. Thì hẳn phải có một cái card này gọi là Elastic Network Interface. Đó thì cái Elastic Network Interface này rồi nếu mình khi mình làm trong public này mình phải vào kích cái auto size thì mình có cái public IP ha. Nếu mình quên kích thì cũng căng á. Thì mình có khả có thể gắn nhiều cái Elastic Network Interface này nhiều cái card vào một cái máy ha. Để do vì sao mình cần dùng như vậy ha. Vì đôi lúc là ông này ông sẽ đứng ở hai chân ông vừa create thì mình cần sử dụng cái network security này rồi tạo cái dual home instance của quốc lock rồi thì mình có thể gắn một cái instance này á, mình có thể gắn thêm một cái ANI cả nữa. Thì ANI này ông đứng ở bên này giao tiếp, ông có thể giao tiếp ở bên kia. Cái chế độ này mình gọi là dual. Đó, ngoài cái ANI này á, thì nếu mình muốn gắn một cái fixed IP còn mình có thể gắn ông này thêm một cái là ANI nữa. AIP gọi là Elastic IP. Cái Elastic IP này mình có thể gắn ở máy này nhưng sau đó nếu mình muốn gắn ở máy khác mình có thể re-assign lại cái địa chỉ này ở cái một cái máy khác. Có cái case study như thế này. Cái case study là ví dụ view network mình có hai cái máy ha. Một cái máy là main server, một cái máy là hot backup. Đó, và ông này mình dùng cái AIP ha. Thì người dùng internet thì đổ vào cái này. Trong trường hợp ông này bị fail, đúng không? Ông này bị có sự cố fail thì mình có thể associate cái này, mình reassign lại cái này qua cái này thì cái mọi thứ được chạy bình thường ha. Rồi. Đó thì bộ vừa thống kê lại là mình có public rồi mình có private subnet những cái kỹ nhất rồi. Thì hiện tại đó khi mình vào một cái máy á, cái máy đang nằm trong subnet này, thì mình vào cái subnet, mình tiếp tục vào một lớp này subnet. Thì mình vào trong cái máy này thì một cái máy này mình có cái security group đúng không ạ? Cái security group này bình thường khi mình khởi tạo lên thì là hẳn sẽ là có thể outbound nhưng inbound là không có thể thiết lập. Mình muốn inbound thì phải thiết lập ra. Ok,
Rồi để dễ hiểu thì vừa vẽ cái kim như thế này nè, mình có một cái PVC rất là lớn, mình có cái chiều PVC, mình người dùng internet vào ha, thông qua cái internet cái quay ha. Thì tiếp theo vào cái chiều á, nếu mà nó cái chiều bằng một là mình phải vào cái rút tại bộ, mà cái trái phim sẽ rút qua cái rút tại bộ. Rút tay bộ sau đó mình mới tới cái na cổ, đúng rồi, mình tới cái na cổ sau đó. Na cổ xong rồi cái luồng chạy mới chạy qua cái sức nét của mình, đúng rồi, một cái sức nét là gắn một cái na cổ hoặc cái rút tay bộ này, cái na cổ này rồi tới cái sức nét này. Nếu dòng chạy tiếp theo mình chạy tiếp thì mình sẽ vào cái security của rồi, đúng rồi. Đó, cái city green rất này mở tới cái EC2 đó, đó là cái dòng chạy traffic của mình ha. Thì dòng chạy ba này có cái table này, có cái NACO này, tới mở tới cái subnet này, rồi mở chạy qua cái security group và chạy qua con EC2, và cái trạng thái của con này là nếu mình khởi tạo lên chỉ có inbound, outbound thôi, còn inbound thì mình phải định nghĩa ha.